Cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bếp Ngọt. Chương trình Bếp Ngọt được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 10 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và với sự đồng hành của nhãn hàng Vicoco tinh hoa dừa Việt. Đầu bếp Ngọc Thuận hay còn gọi là Chepo là đầu bếp chuyên ngành bếp Á. Là diễn viên truyền hình nổi tiếng, hiện anh đang kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, có niềm đam mê sáng tạo các món ăn Việt Nam. Như thường lệ, tại gian bếp của chúng ta sẽ là những câu chuyện dí dỏm và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những vị khách mời vui tươi, hồn nhiên. Xung quanh đó chúng ta sẽ có những câu chuyện. Bếp Nút ngày hôm nay sẽ là một cô diễn viên trẻ rất là dễ thương, xinh xắn. Xin giới thiệu Nhung Gumiho. Chào anh. Chào em. Mời em ngồi. Hello mọi người, mình là Nhung Gumiho. Và ngày hôm nay là lần thứ 3 mà Nhung đến với Bếp Ngọt rồi. Và cũng là lần đầu tiên em gặp anh. Lần thứ 3 đến với Bếp Ngọt. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm rất là nhiều trong chuyện nấu nướng ở Bếp Ngọt rồi. Dạ không, em mới lần thứ 3 còn bỡ ngỡ lắm. Có gì lần anh giúp đỡ. Lần thứ 3 anh là lần đầu tiên đến với Bếp Ngọt luôn. Ôi dạ. Đúng rồi, lần đầu tiên đó, em tin không. Dạ. Dạo này công việc Nhung thế nào? Dạ, ở phía trước lúc mà dịch nó còn dồn lại thì bây giờ chạy nó rất là nhiều. Nó bận rộn và nó chồng chéo lên nhau. Dạ đúng rồi, có thể nói là như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta đến Bếp Ngọt, chúng ta hãy tạm quên những cái công việc chồng chéo đó qua một bên mà chúng ta hãy tập trung vào gian bếp ha. Dạ ok. Anh em chúng ta sẽ cùng làm một vài món để mình thưởng thức. Trong cuộc sống đời thường thì Nhung có phải là một người kén ăn không? Hay là mình ăn theo một cái chế độ gì đó nhất định? Dạ em thì không phải là người kén ăn, em rất là dễ ăn luôn. Nhưng mà bình thường nếu như mà nói là để ăn ngon á thì em rất là thích những cái món ăn nó healthy một tí. Còn nếu mà đi phim hay là đi quay á thì mọi người cho gì ăn đó, không có đòi hỏi. Ok mình... đúng rồi, đòi hỏi cũng đâu có đâu. Nhiều khi mình đi quay vô những cái khu rất là hoang sơ vắng vẻ, mình muốn ăn cũng không có. Dạ nhưng mà bình thường em thấy có nhiều bạn rất là kỹ luôn á. Tức là đi quay thì sẽ nấu ăn xong rồi đem đồ theo. Bóng Việt thì thường là những cái món như thế nào là nó bắt vị cho Nhung nhất? Dạ, em rất là thích ăn salad, thích ăn rau. Thì tất cả những cái món rau thì em rất là thích. Rồi nhưng mà mỗi lần mà em ăn xong á thì không bao giờ mà em thiếu được cái phần tráng miệng, món tráng miệng. Món tức tráng là, miệng em sẽ ăn một cái gì đó nó hơi ngọt một tí xíu để giống như là đủ vị. Đủ vị à. Tức là em là một người ăn tuy là nó đơn giản nhưng mà nó rất cầu kỳ, phải đủ vị trong đó. Ôi đơn giản mà cầu kỳ. Mình sẽ rất là khó luôn. Thì ngày hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay thực hiện một cái món nhẹ nhẹ để mình có một cái buổi ăn uống nhẹ trò chuyện. Nhưng mà món đó là món như thế nào? Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Thuận và Nhung Gumiho để vào gian bếp để xem những bí mật sắp bật mí như thế nào nha. Chào mừng quý vị đang đến với gian bếp của Nhung và Thuận tại Bếp Ngọt. Ngày hôm nay mình thực hiện món gì Nhung? Món mực nhồi thịt. Wow, sao em biết hay vậy? Dạ tại vì em thấy mực nè, có thịt nè. Ok, vậy là chắc món này Nhung đã biết làm rồi đúng không? Rồi trước tiên thì anh nghĩ mình sẽ ướp thịt trước ha. Kính thưa quý vị, Nhung nói đúng luôn đó là ngày hôm nay mình sẽ làm món mực nhồi thịt khì nước dừa. Có thêm khì nước dừa nữa. Dạ ok, khì nước dừa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm trước ha. Dạ. Đầu tiên thì chắc mình sẽ cắt nấm mèo. Đúng rồi, cắt nấm mèo đi. Quý vị đang trong gian bếp, chúng tôi là một đầu bếp kim diễn viên rất là trẻ trung, vui tươi, hồn nhiên. Nhung Gumiho. Anh thì thích ăn món gì nhất? Anh món nào anh cũng thích ăn hết đó. Cứ món nào bày lên bàn là anh đều thích ăn hết. Anh dễ nuôi hả? Rất dễ nuôi, rất dễ lên ký. Đó. Nhưng mà mình cũng phải có một cái món gì mà mình yêu thích nhất á. Thật sự mà mình yêu thích nhất là món khổ qua dùng thịt. Tức là anh thích cái vị đắng đúng không? Đúng rồi, vị đắng kết hợp với lại thịt nè, nó hơi ngọt ngọt nè. Đắng nó, với nó ngọt kết hợp nhiều nữa. Rồi mình ăn với nước mắm này, này kia. Nhưng mà anh giỏi nhất là nấu món gì? Tự tin nhất là các món gì nước. Nước là ví dụ như bún, hủ tiếu. Các loại bún, phở, hủ tiếu. Cà ri. Mình cắt như vậy được rồi anh ha, hay là đúng, cắt hết luôn? Đúng rồi, như đó được rồi. Bây giờ mình sẽ nêm ha. Dạ. Mình sẽ nêm vào đây nấm mèo nè. Cái này cho tạo cho một tí mùi thơm ha. Rồi, mình sẽ nêm vào đây là tiêu ha. Tùy cái lượng mà mình thích cây nhiều hay cây ít. Anh muốn hơi nhẹ nhẹ cây thì nó sẽ cho nhiều xíu. Rồi. Tiếp theo mình sẽ nêm vào đây là đường. Nước mắm đi. Những cái món thịt này thì mình nên có một xíu nước mắm á. Cho thêm một xíu ngũ vị hương nữa. Chúng ta sẽ trộn nó lên ha. Rồi, bây giờ mình trộn nó đi. Cái này chắc em trộn được nè. Dạ ok, để em trộn. Rồi, chút nữa mình dồn vô thôi.
cái món này chắc là món anh cũng thích luôn, tại vì nó cũng tựa tựa với là cái món mà khổ qua dừa thịt. Thịt này thì mình không có cần phải quá vừa ăn đâu, nó hơi vừa nhạt nhạt nhẹ thôi. À, một chút nữa mình còn khìa ở ngoài. Nước dừa ở ngoài dừa nó thấm vô nữa. Còn nếu mà mình làm nó vừa ăn thì chút xíu nữa nó sẽ bị mặn. Em chưa có bao giờ mà làm cái món mà khìa nước dừa đó. Ok, bây giờ mình làm luôn ha. Ở nhà thì Nhung có hay thường nấu ăn không? Dạ có, em cũng thường nấu ăn lắm. Nấu những món gì? Em thì ví dụ như là mấy món Việt Nam, thịt kho tàu nè, xong rồi thịt kho tàu là khó, cũng khó đó nha, nếu mà biết nấu là cũng dữ lắm á. Anh nghĩ món này Nhung làm được á, cũng dễ thôi mà. Dạ. Cái này đơn giản mà, đúng không? Bây giờ mình sẽ nhồi vào mực, mình mực. Sẽ mua mực ống đi. Dạ. Đó size nó khoảng 10 con một ký hoặc là size 7 con một ký cũng được. Rồi mình lấy cái đầu ra ha. Lấy đầu ra, lấy cái miếng cứng nha. Đúng rồi, lấy ra hết. Bây giờ nếu Nhung nói vậy thì anh nghĩ chắc là Nhung biết dồn luôn rồi đó, chứ không cần tới anh đâu. Em với anh cùng dồn đi anh. Ok. Ví dụ nhưng mà khổ qua thì nó dễ hơn, là tại vì mình cắt dọc hoặc là mình cắt ngang. Chà, vậy là cũng không có đơn giản mà ít vô bếp đâu là biết hết á. Cắt dọc rồi cắt ngang rồi là biết. Môn nào cũng được ha. Mực dùng thịt lúc nào cũng ngon á. Rất là ngon. Nhưng mà em ít nấu món này lắm. Tại sao? Tại vì bình thường em mua mực về em toàn hấp không à. Ok, bây giờ mình khâu nó nha, tiến hành khâu nha. Khâu nó đơn giản thôi, hai mũi. Một mũi thẳng và một mũi ngang. Đó, dính cái đầu nó vô luôn. À. Ok. Em thấy cũng ok đó. Ok, rồi. Trước khi nấu món này thì mình sẽ áp chảo mực nhẹ đi ha. Dạ. Với áp chảo này thì anh sẽ cần dầu dừa. Ok, có dầu dừa. Đó. Dầu dừa này là tinh chất tự nhiên, nó không có cholesterol, giúp cho chúng ta là giảm béo nè, rồi tốt cho tim mạch nữa. Rồi mình sẽ cho vào đây dầu ăn ha, để mình áp chảo cho nó một xíu tỏi nè, cho nó thơm. Đúng rồi. Hành tím. Đúng rồi, hành tím. Xong rồi mình sẽ để mực lên luôn ha. Đúng rồi, cho cái này nó thơm nữa ha. Cho anh đôi đũa đi, cho anh đôi đũa đi. Dạ đúng đây, rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em là trợ lý. Ok, mình sẽ trợ lý đầu bếp. Nó săn ngược lại. Wow, ở đây thôi là ngửi thấy cái mùi nó rất thơm luôn rồi á. Thơm quá, thơm quá. Mình áp chảo cho mực của mình nó hơi cháy nhẹ nhẹ ha. Nó bắt đầu phình ra kìa. Đúng rồi. Nó mập lên. Sau một tí nó sẽ teo lại. Nó teo lại. Nhưng mà nó không có thể teo hơn được. Biết lý do tại sao không? Tại vì mình nhồi cho nó. Đúng rồi. Nó đầy. Nó đầy rồi. Còn mực á, khi mà bỏ vô nấu lâu á là nó sẽ bị teo lại, con mực rất là xấu. Dạ. Nên là mình đã có thịt về rồi mình. Nhưng mà mình mở tiệm mà mình nhồi kiểu này á là bán không có lời nha anh. Cái này mình nấu nấu gia đình mình ăn thôi ha. Rồi mình sẽ cho vào đây một xíu nước tương nè. Nước tương thứ nhất là nó tạo vị nè, tạo hương nè, và nó cũng sẽ tạo một cái màu nhẹ nữa. Đó, nó lên một cái màu vàng nhẹ cho cái món em của mình. Em nhớ rồi, bây giờ đầu tiên là mình sẽ để nước tương. Đúng rồi. Cho nó có màu, nếu mà mình bỏ đường nó cũng ra màu á anh ha. Ừ, cái đó là khi mình làm caramel đường. Còn món này thì anh không có sử dụng đường để làm caramel, anh sử dụng nước tương. Caramel thì thường thường là nó hay cái món kho hoặc là những cái món khìa mà cần cái màu nó mạnh. Dạ. Anh muốn món mực anh giữ được cái màu mực và nó chỉ hơi vàng nhẹ cái màu mực thôi. Đó, khi mình thấy cái con mực của mình nó bắt đầu áo một cái màu vàng nhẹ rồi. Dạ. Thì bắt đầu lúc đó mình bắt đầu khìa nước dừa. Nước dừa này là uống được luôn hả? Nước dừa này là uống giống như là dùng để giải khát luôn. Như nước dừa tươi, tại vì nước dừa này được làm 100% nước dừa tự nhiên. Wow. Nó có cái độ ngọt rất là tự nhiên mà bao bì tiện lợi nữa không? Dạ. Thân thiện với môi trường nó như em thấy nè. Đó. Nếu như chúng ta giờ chúng ta cầm trái dừa thì nó hơi bất tiện chút xíu, nhưng chúng ta cầm cái này thì nó cũng không khác gì mấy mà nó nhỏ gọn mà chúng ta không xài xong. Chặt. Đúng rồi, xài xong thì chúng ta có thể bỏ rất là gọn luôn. Rồi. Rồi. Mình cho khoảng 300ml nước dừa. Bây giờ mình bắt đầu sẽ nêm vào đây ha. 10g đường.
Cái muối thì mình sử dụng khoảng 5 gram. Ngũ vị hương. Ok, một xíu cho tạo mùi hương bên ngoài. Okay. Rồi, bây giờ mình sẽ khì nó. Mình khì thứ nhất là cho cái gia vị nó thấm vô. Cái thứ hai nữa là cái sức nóng này nó sẽ làm cho chín thịt ở bên trong. Món này thì cũng không có mất quá nhiều thời gian ha. Đúng rồi. Em thấy nó cũng khá là nhanh. Nhanh, đơn giản, dễ làm. Nha. Cái màu nó cũng giữ nguyên được cái màu mực. Đó, sau khi nước dừa nó sắc xuống ha. Nó quánh lại. Nó quánh lại, đúng rồi. Nó hơi, nước nó hơi sệt rồi. Ok. Rồi. Bánh lọt. Món bánh lọt thì chúng ta sẽ pha bột, kết hợp bột lại với nhau. Yeah. Riêng bánh lọt lần này anh làm là của bột Nikko hương xưa, được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Mình chỉ cần đổ bột này và trộn với nước. Món này cực kỳ nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn anh. Đúng, chúng ta đã có cái phần bột của Nikko hương xưa nè. Yeah. Nó giúp cho mình tiện lợi hơn. Yeah. Không cần phải tính lượng bột là bao nhiêu bột này, bao nhiêu bột kia. Đó. Mà anh Thuận rất là tâm lý luôn á. Anh có nhớ lúc đầu em nói là mỗi lần mà em ăn xong á thì em thường em sẽ thêm một cái món tráng miệng để cho nó đủ vị á. Đúng rồi. Xong cái tự nhiên cái hôm nay á là anh làm cho em một món mặn xong rồi thêm món tráng miệng luôn. Ồ, hay quá, em nên cảm ơn chương trình đi. Chương trình biết tâm lý hơn anh quá đó. Tâm lý luôn. Rồi, mình sẽ bỏ hết cái phần bột này vô ha. Dạ. Riêng cái phần bột này thì em cũng thấy nó cũng có hơi cái vị xanh nhẹ nhưng nó vẫn chưa đủ. Là trong đây nó có lá dừa. Đúng rồi, nó đã có lá dứa trong này nhưng cái màu nó vẫn chưa có đủ. Thì mình vẫn thêm cái màu lá dứa ha. Dạ. Cho nó xanh, nó đẹp cái bánh đây, lọt của chúng ta. Có một cái ly nước. Anh đã làm lúc nãy đó. Anh làm sẵn hả? Đúng rồi. Khi mình đổ vào nhé. Cái màu nó giống màu siro á. Cái màu lá dứa nó xanh xanh rất là đẹp. Đẹp. Ok. Bột bánh lọt á thì mình làm nó hơi mềm bột chút xíu, hơi ướt bột. Không có được, không cần ráo bột quá. Dạ. Vậy mình sẽ dùng khuôn mình ép nó xuống dưới cái nồi nước đang sôi ha. Chương trình này thật là tuyệt vời luôn. Đến đây là nhìn anh nấu ăn xong rồi cuối cùng là sẽ thưởng thức món ăn. Được phục vụ chứ còn gì nữa anh. Ok. Bên như cái phần bột này xong rồi nè. Mình sẽ nấu bánh lọt. Thì bánh lọt đó thì em biết là cái sợi của nó nhỏ cái nửa con tay út mình nè. Dạ. Giống như là cái giọt mưa mà nó hơi to rớt luôn. Mà em không biết cách làm. Nếu mình có cái rây đó thì mình bỏ nó vô cho nó chảy xuống. Mình ép nó xuống. Đó. Đó, mình khi nó xuống vậy là nó sẽ tự chín ha. Như em thấy đó, mình múc bắt đầu nó chảy xuống từ từ không. Chút nữa mình ép nó ra cái sợi to hơn. Trời ơi, đó giờ em okay. Không biết là nó làm như vậy luôn. Rồi, anh. Cho cái phần nó vô đây. Rồi, mình ép nó xuống. Đó. Nghe không? Khi mình ép nó, cái mình lấy cái tay nè, mình lắc nó một cái. Đó, sau khi mà nó nổi lên ha. Đẹp quá. Nó chín thì mình sẽ cho nó vô đây. Đó. Trời ơi, anh làm quá đẹp luôn á. Cảm ơn em. Rồi, sau khi mình làm bánh lọt xong ha, thì mình sẽ làm nước cốt dừa để ăn với bánh lọt. Đó giờ em ăn bánh lọt á, em không bao giờ em nghĩ là cái quy trình làm bánh lọt nó khó khăn, nó khổ sở như thế nào. Thường các quy trình mà làm bánh về bột mà giống bánh canh thường nó phải như vậy hết. Mình sẽ sử dụng nước cốt dừa ha. Anh sẽ sử dụng nước cốt dừa tươi organic của Vicoco, làm bằng nguyên chất hữu cơ, độ béo ngon. Cái thứ hai nữa, khi mình làm nước dừa như vậy nó sánh mịn nữa. Cho hết luôn. Cho hết 400 ml vào đây. 100 gram đường. Ok. Cho nó ngọt, ngon. Đúng rồi. Mình khuấy tan cái đường ra cho nó sôi. Một xíu muối. Mình sẽ cho vào đây vài cọng lá dứa cho thơm ha. Và mình ăn kèm với ví dụ như là đá nè, mình có thể ăn kèm với thứ sinh sa hoặc là quả này kia nè. Dạ. Rất là ngon. Hoặc là mình có thể ăn không luôn. Đúng, ăn không với nước cốt dừa thôi.
sẽ ra bàn. Dạ, để thưởng thức món. Món gì? Thưởng thức món mực nhồi thịt. Đúng. Khìa nước dừa và bánh lọt nước cốt dừa. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng ra bàn ăn để thưởng thức hai món ăn mà Nhung vừa nói trên ha. Xin mời. Mời tất cả quý vị, hai chúng ta sẽ có một bàn ăn nho nhỏ, đó là món mực dùng thịt khìa nước dừa. Tráng miệng, đó là món bánh lọt nước cốt dừa. Em mời anh. Ok, anh sẽ thử một miếng mực đi, cho Nhung một miếng nè. Dạ. Ok, anh thử, nhưng mà thường anh sẽ chấm lên cái nước sốt một cái. Giờ anh em sẽ ăn bằng cách là em cho một miếng cơm nè, một miếng này nè. Xong em sẽ rưới cái nước đó lên. Ok. Đó là em sẽ ăn đủ vị luôn. Rồi, 2, 3, mời. 2, 3. Nó thấm vô cái trong từng cái miếng thịt luôn. Đúng rồi, nó rất là thơm tiêu, tại vì lúc nãy á là anh bỏ rất là nhiều tiêu cho nên là cái mùi tiêu nó nồng nặc luôn. Ngon quá. Rất cái miếng thịt ở trong á là nhờ là em đánh rất là kỹ cho nên là nó trộn vị. Cái này cũng là nhờ tay của em. Đấy rồi. Em rồi cái thịt đó mình dồn cho nó rất là chắc. Ăn nó mình cảm nhận nó rất là giòn. Đến đây. Ủa anh? Em mới nói chung hết mà tới đây là mình cứ ăn rồi mình cho ra những ý kiến thiết thực nhất. Cứ thoải mái, cứ nói đi em. Cái lớp ngoài thì giòn, lớp trong thì mềm. Rất là đã luôn. Còn anh Thuận là anh không có nói gì hết trơn á, anh cứ ăn thôi. Anh chỉ tập trung ăn thôi. Okay. Giống như khẩu vị của Nhung á thì món ăn như thế này nó có vừa khẩu vị không? Dạ vừa. Thật ra em là một người ăn nhạt. Ăn nhạt hả? Em không có ăn đậm đà lắm đâu. Tuy là em nhìn thấy anh bỏ rất là nhiều nhưng mà em ăn thì em thấy nó không có mặn. Nha. Do là chúng ta có thêm cái phần nước dừa đó. Dạ. Nước dừa nó làm cho nó điều vị lại và nó tạo cái độ ngọt tự nhiên cho cái món ăn này. Nó thấm vô. Dạ. Lúc nãy thì anh Thuận có chia sẻ là anh Thuận á thường á là nấu ăn á thì anh quan trọng cái việc là cái vị nó phải ngon. Còn trang trí thì nó không đẹp cũng được. Nhưng mà thật ra thì em thấy anh trang trí cũng khá là đẹp mắt rồi. Anh nói vậy để cho nó giảm bớt lại chứ bây giờ mình nói nó trang trí đẹp nữa nó kỳ quá mình. À vậy là nói để em ngang thêm đúng không? Rồi ok, anh thành công. Cảm ơn em. Ăn thôi. Rồi, sau khi mình thưởng thức món mực dùng thịt khìa nước dừa rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái món tráng miệng ha. Riêng bánh lọt thì mình có thể ăn không cũng được. Thì anh thì anh thích kèm thêm sơ sa nè, bột lựu nè, xương sáo nè. Trời ơi. Mình sẽ cho vào đây một xíu nước dừa. Linh hồn của món này nằm ở nước dừa ha. Dạ. Mời tất cả quý vị nha, món rất là ngon. Nó hẳn về tuổi thơ luôn. Đúng như những gì anh nói, linh hồn của món này là nước cốt dừa. Nước cốt dừa mà không ngon thì nó sẽ làm hư luôn nguyên cái chén này luôn. Đúng rồi. Bởi vì bánh lọt hay là sợi mấy cái như là đậu xanh, đậu này thì nó cũng như là bột thôi, nó chưa có nhiều vị vô này. Tức là em thấy anh cho nhiều vị quá, không mà em cũng nghĩ là nó sẽ rất là ngọt luôn, nhưng mà thật ra là không. Cảm ơn em rất nhiều ngày hôm nay đã đến tham gia với chương trình và chúng ta đã có một cái buổi trò chuyện nè, rôm rã nè, rồi ăn cũng rất là ngon. Cái này không phải anh tự khen nhưng mà ý là anh rất là thích ẩm thực, nhất là những cái món mình nấu ra. Tại vì là những cái sản phẩm mà mình làm ra thì mình sẽ quý hơn mà mình biết là cái công trình làm ra nó cực khổ như thế nào. Trước khi chia tay với chương trình thì có một món quà nho nhỏ của nhà tài trợ Vicoco cũng gửi đến Nhung ha. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, em cảm ơn. Hy vọng là sau này Nhung tham gia nhiều số của Bếp Ngọt hơn nữa. Cũng mong là chương trình hãy mời em nhiều nhiều hơn nữa để đến đây. Và bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng ta vào lúc 17:10 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9.
Rất cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Việt Coco, tinh hoa dừa Việt. Bây giờ Thuận và Nhung xin chào và hẹn gặp lại.